Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý vị khán giả hãy cùng làm quen với 12 con giáp. Ở ngoài kia có chuyện gì cả, mọi người cứ xôn xao nháo nhào. À để cho tí tai tình và tình thông thái hóng cho chúng mình. Thì từng thân thích chuyện người dưng à, mè mè mèo thấy ngọt là theo. Mùa mê muộn đoán tới đoán lui, chiều như nhí tính hay gió bi. Thân thần thơ dạng ngây dạng ngơ, hơi hơi hiền lại thật là duyên. Giọng anh bao đẹp hay tha thiết, tốt tới tính yêu đương thầm kín. Anh nhiều chuyện nhất trong nhà, ngọt ngọc ngà đó chứ ai đâu nà. Dần bay bóng la ca, thường hay khám phá hot trend up mà. Chuyện nào cũng biết biết biết, biết đến hết chuyện là bạn tiếp 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 với nhau suốt ngày. Chẳng biết chán 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 à, thời gì xu hướng chúng ta luôn ngồi tạm kiến thương à. Họp lại là nói nè, nói đến hết giờ cũng như tiếp 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 đến mai cũng được. Chẳng biết chán chán chán, dù là nụ cười hay giọt nước mắt rơi, ta vẫn tỏ. Các bạn ơi, chắc chắn là bây giờ quý vị khán giả đang rất là nôn nóng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tám chuyện thôi. Khỏe không ông? Khỏe chứ, ngày nào cũng đi tập tạ hết. Làm gì tập nổi nữa trời. Thì mình vô trong đó mình coi người ta tập thì mình cũng vui rồi. Ông này cũng hả, giỡn như xưa à, y chang như cái thời còn trẻ vậy đó. Chứ sao? Ôi mà tôi nói ông nghe nha. Gì? Trời ơi, bạn bè gặp lại mà hả, ông còn khỏe, tôi cũng còn khỏe. À. Rồi ha, tôi nói tôi với ông đẹp y như hồi xưa, tôi vui quá trời. Có đẹp như hồi xưa thiệt không? Hồi xưa nghe, ông nhớ hồi đó không? Tôi cũng là hoa khôi đó. Nếu mà bà hoa khôi thì ngày xưa tôi cũng là nam dương trong rừng vậy. Trời ơi. Người ta nói là mấy bà khỉ hơn theo cứ phải lùm nướp. Ông tưởng có một mình ông theo. Nhớ mấy ông ngựa không? Trời ơi, ta nói hả? Săn đón tôi dữ lắm đó, mà tôi thích chịu ở đâu, nhớ không? Ông mà đặt, ông nói nó bây giờ, ông cũng là con khỉ già đó. Nếu mà tôi là con khỉ già thì bà cũng chỉ là một con ngựa. Tôi dù gì cũng phái nữ. Ông nói vậy á, tôi buồn. Ông ý ông chê tôi già. Thì bà cũng chê tôi già đó. Thì ông già, tôi nói ông già, ông kỳ cục quá. Quý vị thấy không? Đối với hai ông bà, mỗi lần gặp nhau hả, là cứ kể chuyện về nam dương hoa khôi của mình mà không hề biết chán. Bởi vậy, đối với người lớn tuổi, những ký ức về quá khứ sẽ không thể phai nhòa. Thưa ba. Thưa má. Thưa ba mới về. Thưa má mới về. Hai. Ủa, đầy đủ hết rồi nhà bé hả? Bà nội tụi bay. Tỉnh hết chưa? Mẹ, xin lỗi mẹ, con không biết. Ủa, sao mẹ không ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống đây làm gì vậy? Thì mẹ nghe mấy đứa nhỏ về nè, dạ. Xong mà mẹ xuống coi làm sao. Dạ dạ. Lâu lâu mới có một bữa cả nhà đầy đủ như vậy. Dạ dạ. Vui quá trời vui. Dạ 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 dạ. Con trai. Dạ. Mẹ có chuyện kể con nghe nè, vui lắm. Dạ rồi rồi rồi. Chuyện là hôm bữa alo, đó. Alo, dạ dạ dạ. Alo. Rồi rồi rồi, đang nghe sao chuyện gì? Chưa kịp nói gì chứ. Ý, con dâu. Con dâu nói cũng được. Đây nè, mẹ kể cho con nghe. Cái chuyện là hôm bữa đó, mẹ đi qua bên kia đó. Con cá con chiên á chồng. Trời ơi. Khiếp nó rồi. Ơi chưa kịp nói gì hết trơn. Cháu trai. Trời ơi cưng quá trời cưng vậy hà. Con. Dạ. Đây nè, nội kể cho con nghe cái chuyện này vui lắm. Mà nội con. Dạ.
Ủa gì vậy? Cúp điện hả? Có ai biết cái gì đâu. Tay nội đang cầm cái dây điện luôn rồi kìa. Trời ơi, thiệt tình á. Cái giới trẻ bây giờ nó làm sao á con? Ta nói á, khác với cái thời của nội ngày xưa con à. Tay lắm chân buồn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mà ta nói cái thời ngày xưa đó, nội đẹp lắm ngang bay. 17 bẻ gãy sừng trâu luôn. Trai trẻ trong làng á, ta nói nó bu theo nội nườm nượp vậy đó hà. Mà nội nhớ cái lúc đó nó có một con trâu điên con ơi, nó chạy lạc qua cái ruộng của bà nội, cái nó rượt bà nội té vô người ông nội vậy đó hà. Ủa đi đâu hết trơn rồi bay? Ăn cơm nè mẹ ơi. À. Ủa, mấy đứa nó đâu hết rồi con? Không ăn chung hả? Dạ, chồng con á, thì đang làm việc online. Còn hai đứa nhỏ nó lên lầu lát ăn sao? Này, có hai mẹ con mình ăn à? Có hai người ăn à? Dạ. Sao ngộ vậy ta? Nhà đông đủ mà, sao ông kêu xuống ăn chung luôn? Dạ, tại bận đó mẹ. Mà con cũng ngộ nữa. Sao nấu chi nhiều vậy? Phải tiết kiệm lại chứ. Đâu có, con nấu này bình thường mà. Trời ơi, vậy mà bình thường gì? Mẹ nhìn là mẹ biết là con nấu nhiều liền à. Con biết làm sao không? Sao mẹ? Tại vì cái thời ngày xưa của mẹ đó khổ lắm, đâu có ăn được nhiều dữ vậy đâu con. Đó, cho nên mẹ nói con nghe, cái thời của mẹ đó là tay lắm chân bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mà cái thời đó mẹ đẹp lắm con ơi. Trai trong làng nó theo mẹ nườm nượp vậy đó. Ừ, trời, nhất là lúc mà cái con trâu điên đó con. Trời ơi, nó lỡ chạy qua nhà ông nội. Xong rồi, nó rượt bà té vô mình ông nội. Đúng rồi đó. Ủa, mà hình như con biết chuyện này lâu lắm rồi đúng không? Trời ơi, cái chuyện này á là mẹ kể cho con từ lúc con mới gặp mẹ cho tới bây giờ đó. Lâu dữ vậy hen. Mẹ vợ con nói chuyện gì vui vậy? Đây con ngồi xuống đây mẹ kể cho nghe. Trời ơi, cái thời mà tay lắm chân bùn đó con. Dạ. Ừ. Dạ. Đó, rồi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Dạ, nhưng mà mẹ. À thôi được rồi, mẹ hiểu rồi. Để đó mẹ tìm hiểu giùm con cho. Dạ. Cháu gái nội. Trời ơi, lâu lắm rồi nội mới ôm con đó nha. Dạ. Ghét ghê vậy đó hà. Nay nội sao vậy? Nội có sao đâu con. Có con mới có sao đó nha. Nội thấy con đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm đó. Cái này là có bồ đúng không? Không có. Ừ, đâu có. Hai cái từ đâu có, theo như kinh nghiệm của nội đó, là có đó nha. Sao? Nói nội nghe coi, con cái nhà ai, nội biết không? Nội không biết đâu. Thấy chưa, vậy là có rồi đúng không? Nội đoán đúng mà. Nói cho nội nghe đi, tính tìm hiểu bao lâu? Dạ, chắc mấy tháng đó rồi. Mấy tháng? Thiệt tình luôn á. Tụi trẻ tụi con sao hay ga dẻ quá à. Chứ cái thời của nội á, ta nói là tay lắm chân bùn. Đó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trời ơi, ta nói cái thời đó đó, nội đẹp lắm con ơi. Rồi ta nói trai trong làng nó theo nội nườm nượp luôn. Rồi một ngày, con trâu của ông nội nó lên cơn, nó chạy qua nhà bà nội. Rồi nó nhảy vào ruộng của nhà bà nội, nó dí bà nội, té vào lòng ông nội. Xong rồi, ông nội và bà nội thành đôi, nên mình mới có gia đình này ngày hôm nay. Ủa? Sao mấy đứa thuộc hết vậy? Mẹ, tụi con biết lúc nào mẹ cũng muốn nói chuyện với tụi con hết, lúc nào cũng quan tâm tụi con hết. Nhưng mà
mẹ kể có một câu chuyện à. Vậy á mà nội cứ nói đi một vòng mà xong cũng quay về chuyện con trai. Ôi, mấy cái đứa này thiệt tình á thì tôi già rồi cho nên là đâu có nhớ cái chuyện mới đâu, thì nhớ chuyện gì nói chuyện đó thôi. Thì giờ mới biết là cả nhà quan tâm tôi. Trời ơi, tụi con thương mẹ mà. Nên là tôi cũng có giá trị vậy nha. Thôi, giờ tôi lên phòng tôi nghỉ á. Để mai có chuyện mới xuống kể cho nghe. Mẹ! Mẹ! Sao? Ai bị gì? Gì vậy em? Mày ơi, hết hồn dí. Mình ơi. Dù gì? Sao vậy? Xương cốt bị gì hả? Đau ở trong tim. Sao mà đau trong tim? Đi khám không? Trái tim em nó quéo lại rồi mình. Là sao? Tôi không hiểu. Mình nhìn thấy cái gì không? Thấy cái gì đâu? Đi nè. Trời ơi. Trời ơi. À, cọng tóc bạc. Cọng tóc bạc. Mình biết nó mang ý nghĩa gì không? Thì là nó bạc. Mình biết nó của ai không? Trời ơi, của mình trong lẽ của tôi. Tại sao nó bạc? Hỏi kỳ không? Những cái sắc tố melamin trong cơ thể của mình nó quyết định cái màu đen của tóc. Thì bây giờ lớn tuổi rồi, nó không có sản xuất đủ cái melamin nữa. Thì nó bạc tóc là chuyện bình thường thôi mình ơi. Anh đọc thần chú vậy em không có hiểu. Bây giờ anh tập trung cho cái chuyện em nói nè. Đây là sợi tóc bạc đầu tiên trong cuộc đời em. Ừ. Nó chứng tỏ là cái bà thời gian bà đang tìm tới em rồi. Trời ơi, còn bây giờ cái bà giám đốc công ty đối tác đang gọi anh rồi. Bây giờ anh đi làm nha, anh đi làm nha. Chồng ơi, chồng nha, nó chồng. Trời ơi, mới có một sợi tóc bạc, chồng bỏ đi. Con. Ủa? Mẹ có sao không? Bữa nay con thấy mẹ lạ lắm nha. Chỉ có một mình con trai của tôi là nó thấu hiểu, nó nhìn thấy bên trong của mẹ. Con ơi, sao nay đi về trễ vậy? Dạ, hồi nãy con mới lỡ ghé qua nhà bạn để chơi điện tử. Không sao, tuổi trẻ mà. Mình phải có đôi lúc mình rong chơi chứ phải không con? Dạ. Thanh xuân mà, không sao. Ủa mà sao bữa nay mẹ nói chuyện lạ vậy? Bình thường mẹ sẽ la mắng con, còn so sánh con với con của bà hàng xóm bên kia nữa kìa. Không, con của bà hàng xóm là con nhà người ta. Sao mà có thể so sánh con nhà người ta với con trai của mẹ được? Phải không con? Mẹ làm con sợ lắm rồi nha. Sao mà con lại sợ? Con biết không, đây là lần đầu tiên mẹ đối diện với nó. Con biết mẹ đối diện với cái gì không? Cái gì vậy mẹ? Là thời gian. Thời gian. Thời gian không có còn nhiều nữa đâu con. Đi chơi. Đi chơi đi. Mẹ cho tiền đi chơi. Đi chơi liền cho mẹ. Điện thoại rủ bạn đi chơi liền. Đi. Đi chơi đi con. Ồ, đi chơi. Dạ. Không. Không. Cái này không phải mẹ. Con không lấy tiền đâu con. Con không lấy đâu. Không có nhiều thời gian con. Trời ơi, không biết còn nhiều thời gian. Biết hay là ngồi đây nè, kể cho nghe. Chị Tám ơi, hôm nay chị Tám lại qua nói xấu con dâu chị Tám nữa chị Tám. Liên, đây Liên sao vậy? Đây là chủ đề yêu thích của hai đứa mình mà. Không chị, bây giờ em sống chan hòa lắm. Quà gì? Đây, để chị kể em nghe. Nghe một phát là hết trang quà liền. Em nhìn mặt Tám nè, nó từng tuổi này rồi. Con dâu chị đè ra gắn hộp. Xu hướng. Sao đó, tay chân gì đó, nó gắn hộp, gắn bướm, gắn hoa lên nữa. Nó leo lên đầu, lên cổ Tám, gắn mấy cái cục này nữa. Chị Tám không còn cái chút quyền lực nào trong nhà. Tám ơi, Tám có con dâu, nó quan tâm, nó chăm sóc sắc đẹp của Tám.
Tám có phước có phần mà Tám không mừng. Còn thí dụ mà Tám muốn quyền lực, Tám đăng ký vô công ty cổ phần nào đó đi, rồi có quyền lực. Chứ cái gì đâu mà gia đình, mình phải có tình thương. Thời gian nó không có nhiều đâu Tám. Liên ơi, Liên bị gì không Liên? Nay nói chuyện lạ vậy. Liên ơi, Liên, Liên sao vậy? Hay là Liên còn giận Tám tại vì Tám chưa trả nợ cho Liên? Coi như em giúp đỡ Tám, thi ân bất cầu báo. Liên ơi, Liên mê tiền lắm mà Liên. Liên nghe lạ dữ ta. Không mê tiền, thời gian không còn nhiều, mẹ nào Liên đó. Ủa Tám, qua chơi hả Tám? Biết gì chưa? Ủa gì? Dạ thưa ba mới về. Ừ con. Thưa Tám mới qua. Ừ. Sao hai cho con bay cười tươi vậy? Vậy chứ sao Tám? Chưa biết tin gì hả? Tin gì? Vợ bay. Là sao? Mẹ con. Mẹ con. Nó sắp đi rồi. Nó sắp đi rồi. Đi xa lắm. Đi xa lắm. Ừ. Ủa gần đây vợ chồng con đâu có chuẩn bị du lịch đâu đâu ta? Đâu có đi đâu đâu Tám? Biết gì hết. Nó không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ừ. Rồi chưa kể mặt mũi nó. Hèn chi mặt của mẹ con sáng nay trắng bệch. Con không biết chuyện này nữa hả? Dạ. Ủa sao bà không biết ta? Ủa mình ơi, mình ơi, mình ơi mình. Ủa mình. Ủa. Ủa dạ con chào mẹ mới qua. Gì mẹ? Ủa mẹ. Em nè. Ủa mình. Ủa mình đó hả? Dạ vợ anh nè. Ủa sao cái đầu kỳ vậy nè? Sao trắng bệch chị? Liên ơi em bị bệnh gì mà nãy mới gặp có mấy phút mà nay đầu tóc trắng bệch rồi em? Ờ hồi sáng gặp cũng bình thường mà. Tóc giả. Ủa rồi tự dưng đổi cái này làm chi? Em không đổi tóc giả là em sẽ nhìn thấy sợi tóc bạc đó. Em sợ nó sẽ phát hiện thêm một sợi nữa, em sẽ không chịu nổi. Em đổi cái này lên để nó có rớt ra một sợi tóc bạc thì em cũng không biết là của em. Thôi vô đây ngồi đàng hoàng với anh. Vô đây Tám xích chút xíu. Tám đó, vô đây ngồi đó. Sao có anh đây nè, đừng có buồn nữa. Nghe nói nè, cái chuyện già đi của một con người là chuyện hết sức bình thường, ai cũng phải trải qua cái điều này. Quan trọng là chúng ta phải đối mặt nó như thế nào. Mình phải tích cực lên, mình vui vẻ lên thì cuộc đời của mình nó mới hấn khởi, nó mới tràn đầy niềm vui. Thì khi trong lòng mình nó vui thì cái thân tướng của mình nó mới đẹp được, em hiểu không? Nó mới tươi trẻ được. Đó. Thôi, vậy nghe. Ngày mai anh sẽ đi mua mấy cái thuốc bổ đầy nọ đó cho em uống. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ, rồi em sẽ khỏe, em sẽ đẹp. Và một điều quan trọng nữa, trong mắt anh, em còn đẹp lắm. Tám, tôi không học xấu. Sao chị? Có là sợi tóc bạc à? Cái ghê vậy đó. Có gì thì đi nhuộm tóc như tôi nè, thấy không? Thôi tôi đi về. Dạ Tám. Ủa là mới nhuộm hả Tám? Ừ, dâu Tám nhuộm cho Tám đó. Ờ. Tám về Tám chơi lại với con dâu của Tám. Ủa, Tám ơi. Ờ, Tám hả? Ngày hôm nay đi coi mấy dự án rồi, cô cảm thấy nó có khả thi không? Dạ, giám đốc thấy khả là tụi em thi à, mà giám đốc thấy lời là tụi em đầu tư liền. Thằng nói khéo quá. Chuyện tương lai á, đâu ai biết trước được đâu. Trên thương trường chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Mà tương lai là dự đoán bởi hiện tại và quá khứ mà giám đốc, đúng không? Giám đốc, hình như giám đốc có đồng hồ mới đúng không? Ừ. Ôi, nhìn đẹp quá vậy. Bởi vậy em thấy giám đốc á, đem cái đồng hồ đắt tiền như vậy á, nó mới xứng tầm với giám đốc á nha. Rồi cộng thêm cái vest của giám đốc nữa, địch lãm lắm luôn. Số 1. Cô Hoàng nói khéo quá. Mai lên kế toán nhận lương nha. Thưởng tháng này của cô tôi cũng đã phê duyệt rồi. Dạ, em cảm ơn giám đốc nhiều lắm luôn á. Thôi, đi lo công chuyện đi. Dạ, vậy để bây giờ em đi ra em kêu tài xế lấy xe cho giám đốc nha. Giám đốc cứ ngồi đây nghỉ ngơi nha giám đốc. Dạ.
bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên, chiều dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ em. Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa mà. Số đưa em đi qua thăng trầm làm gì? Đưa số anh mua cho. Dạ. Trời ơi, hát hay quá. Hát hay. Ủa, anh đi làm mua cả... mấy tờ anh? Em còn nhiêu tờ? Dạ 5 tờ. 5 tờ, anh lấy 1 tờ thôi. Anh dễ thương quá. Dạ. Chứ làm sao? Dạ. Còn này là anh cho á. Dạ thôi, em không dám lấy đâu. Dạ. Thôi lấy mà. Thôi dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Dạ. Em trai. Anh. Dạ, em còn mấy tờ nên mua giúp em đi. Sáng giờ em hát mệt quá. Anh làm gì? À, cậu em cầm đi. Anh không có xài vé số. Anh không biết dò. Thôi, nhưng mà em không lấy đâu, em bán vé số. Anh cho em làm đúng cái trách nhiệm của em đi. Cậu em này hay lắm. Rồi được rồi, ngồi xuống này nói chuyện với tôi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Có khát nước không? Muốn uống cái gì tôi kêu. Dạ khát. À, cậu em muốn uống gì? Dạ trà tắc, nhưng mà đừng có lấy tắc lấy chanh được mà. Rồi được luôn. Em ơi, một trà tắc, không tắc lấy chanh. Dạ. Cậu em này thú vị đó. Dạ, cảm ơn. À, cậu bán vé số bao lâu rồi? Dạ em bán chắc cũng được cũng lâu, chắc cũng cỡ một tháng rồi. Một tháng mà lâu cái gì? Rồi bán ngày được nhiêu? Dạ cũng lai rai thôi. Dạ cảm ơn. Uống miếng nước đi à, nói chuyện. Dạ cảm ơn. Ủa mà sao anh mời nước em chi vậy? Thì tôi thấy cậu thú vị. Dạ. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Dạ. Cậu biết tôi là ai không? Dạ em biết anh là người mua vé số, nhưng mà anh không có tiềm năng. Sao cậu dám nói tôi không có tiềm năng? Tôi có tiền mua vé số của cậu mà. Nhưng mà anh chưa có mua tờ nào. À, bây giờ cậu khen tôi một câu đi. Rồi tôi mua hết vé số cho cậu. Nhưng mà lương tâm không có bán rẻ được anh ơi. Không lẽ trên nguyên con người tôi như này mà không có cái gì để cho cậu khen sao? Dạ không. Ví dụ như cái đồng hồ này. Đây. Đây là cái đồng hồ đắt tiền. Ai nhìn vô nó cũng khen tôi hết á. Nhưng mà cái này là cái mẫu xấu nhất trong các cái mẫu đắt tiền mà. Sao cậu biết? Trời em biết sao không biết. Hồi xưa em bán báo nè. Xong rồi cái người ta đăng trên báo quá trời luôn. Rồi đồn thổi rồi. Cái này là cái mẫu lỗi thời nhất anh ơi. Trời ơi, tính tiền giùm anh nha. Dạ, lại em chút. Lẹ lẹ với anh gấp lắm em ơi. Không lẽ bây giờ quyên từ trên xuống dưới, ngoài cái đồng hồ này ra, cả bộ vest này, đôi giày này, mà không có cái gì để cho cậu khen tôi sao? Dạ, tại vì anh mặc vest, anh mặc phải theo form nó mới đẹp chứ còn cái này... Cậu em này thẳng tính lắm, ta biết cách nói chuyện lắm ha. Anh xí cho em hỏi xuống sao mà anh tức mà anh cười vậy? Anh cười chưa. Cậu trai, cậu biết cậu đang ngồi đối diện trước ai không? Tôi là một người vừa có chức vị, vừa có tiền, lại bảnh bao, gương mặt thì cũng sáng láng. Mà cậu không kinh nể tôi à? Dạ không, anh là người giàu thì kệ anh chứ em đâu có ăn được đồng nào của anh đâu. Rồi, vậy nếu như tôi tăng giá? Dạ dưỡng không được. Một nửa gia tài của tôi. Nếu mà một nửa thì mình bằng nhau rồi, em đâu có khen làm gì. Vậy thì tất cả những gì tôi có, khen tôi một câu đi. Nếu vậy thì anh phải là người tình em mới đúng. Câu em này được lắm. Hay lắm. Giỏi lắm. Anh lại tức mà anh cười tiếp rồi. Cậu rất là thông minh. Yeah. Rất là thẳng tính. Cậu có muốn đi học không? Cậu suy nghĩ như thế nào nếu như mà tôi đài thọ cho cậu đi học? Chắc chắn cái sự thông minh này sẽ trở thành một người tài. Yeah, thú thật với anh là trước khi đi bán vé số em cũng có hai cái bằng. Một cái bằng kinh tế với một cái bằng luật. Đều là lại ưu hết. Cậu có hai cái bằng. Dạ là ưu. Một cái kinh tế, một cái luật. Dạ. Loại ưu. Cậu giỏi hơn tôi vậy đó. Nhưng sao bán vé số? Dạ do em thẳng tính quá nên là em nói đụng chạm á, mà em chạm chúng ông sếp em nữa. Rồi anh biết không,
thời buổi kinh tế nó khó khăn quá rồi không có tìm việc làm, cái em bấy cái số luôn. Cậu em hay lắm. Thẳng tính như vậy rất là tốt. Dạ. Dạ giám đốc, em chuẩn bị xe xong rồi, em mời giám đốc ra xe. Mời cậu trai này lên xe cho tôi. Ủa sếp, sao sếp cho cái ông bán vé số này lên xe của sếp? Trong xã hội bây giờ rất hiếm để tìm được một người vừa thật thà vừa thẳng tính, biết cách nói chuyện, đủ học thức như anh ta. Ngày mai cậu lên công ty làm trợ lý cho tôi. Em có rồi. Thôi mọi người ơi, Tị vẫn còn một câu chuyện muốn kể mà câu chuyện này đã cho chính Tị nhìn thấy luôn á. Nhưng mà hết cơ hội rồi Tị ơi. Nếu mình còn câu chuyện thì mình hãy để dành tập sau mình kể tiếp nhé. Thưa quý vị, chương trình 12 con giáp 8 chuyện thiên hạ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Quý vị khán giả ơi, hãy nhớ thời gian phát sóng của chương trình đó là 19 giờ thứ 6 hàng tuần trên HTV7 nha. Và mọi người ơi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.